Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi, chào em. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Ngô Hữu Duyên ạ. Sinh năm 89 ạ. Em đang sinh sống và làm việc ở Bình Thuận ạ. Em đang trồng trang trại Thăng Long. Nhiều không Duyên? Khoảng 1.000 trụ. À, 1.000 trụ á hả? Dạ, là một mẫu ạ. Dữ chưa? Mời nhà gái. Mời nhà gái ạ. Dạ, em là đầu tiên xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào anh và tất cả mọi người đang có mặt ở trường quay. Em tên là Lê Thị Mỹ Liên, em sinh năm 1999, hiện tại em đang ở Tiền Giang. Công việc chính của em làm QC kiểm soát chất lượng mua cho một công ty thủy sản. Tiền Giang là ở đâu Liên? Dạ, em ở Mỹ Tho ạ. Thành phố Mỹ Tho, đi quốc lộ 1 là tới hả? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Duyên? Dạ, em là người trung thực ạ. Em biết làm tất cả việc mà phụ nữ làm á. Còn điểm yếu của em cũng là cái kiểu là thương người quá hay cũng hay bị lừa á. Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em là một người tự lập từ bé. Những cái thứ mà em thích em sẽ tự mua. Khuyết điểm của em thì em nói rất là nhiều. Nói nhiều thì sẽ nói không hay và có nhiều lúc nói sai, cho nên em cảm thấy đây là khuyết điểm em cần phải thay đổi. Thí dụ giờ mình trồng Thanh Long được không? Dạ được anh. Về mình kiểm tra Thanh Long được em? Dạ đó. Được anh, đúng nghề của em. Đúng nghề của em. Đường tình duyên của em sao? Dạ, tình duyên hả? Chắc em chưa yêu ai luôn anh. Chắc em chưa yêu ai luôn anh. Gì vậy? Dạ. Hả? Chắc chưa yêu ai là sao? Là và cũng chưa có người yêu. Dạ. Một phần là cũng có yêu và nói, nhưng kiểu người ta vẫn chỉ chê. Số bị em cũng quen một cô ở gần quê thì người ta biểu là em là tốt quá, không hợp với anh. Trời ơi. Người nào vô nắm tay con gái chưa? Nắm tay con gái thì chắc có chứ. Chủ động nhiều chứ. Nhưng mà cũng chỉ nhìn nắm thôi là chị. Có nụ hôn đầu đời chưa? Đó. Chưa yêu lấy đầu nụ hôn anh. Trời ơi. Nghĩa là tình yêu chưa đến thật sự. Dạ. Chưa hôn lần nào luôn. Ai hết. Này hàng hiếm á. Có bao giờ mà mình khao khát mình được có bạn gái để mình hung bạn gái không? Có chứ. Có hả? Dạ. Vậy được rồi, tưởng không có luôn á. Trời ơi, tôi thiệt á. Tôi nhìn chàng trai này đẹp trai nè. Rám nắng chút xíu thôi bởi nhà nông mà. Dạ. Nhưng mà cái ưu điểm là chưa có người yêu mà chưa bao giờ hung người yêu luôn. Cái đó là khuyết điểm chứ ưu điểm gì, tới hả? Giờ này vẫn chưa có bồ mà ưu điểm. Nhưng mà hỏi thiệt, có biết lý do tại sao mà hồi nào giờ mình không có cái cơ hội để có một cái tình cảm với người ta không? Có thể là mình sống thực tế và mình sống tử tế quá. Mình muốn tự mình làm cho kinh tế, đôi khi ít tiếp xúc. Nên có thể vì thế mà ế. Không lẽ cả xóm em không ai nhận ra đây là người đàn ông mà tử tế? Sống tử tế là người ta phải thích thôi chứ. Dạ, tại vì cái công việc của em cũng làm nhiều công việc, em phải đi á. Em cũng ít ở nhà lắm. Em đi suốt vậy, không lẽ em có biết không tiếp xúc ai? Tiếp xúc có nào? Chứ. Thường nhưng mà cái lạ vậy anh. Em đến nhà ai là người ta là con cháu lấy vợ lấy chồng ấy rồi. Em thấy lạ. Dạ. Em có thích đàn ông không? Cái này em nói thật với anh, nếu mà đàn ông mà BD á gặp em là người ta sẽ thích em. Nếu mà đàn ông mà BD á gặp em là người ta sẽ thích em. Tại vì em đi 1-2 lần rồi mà, chứ gặp BD là người ta kiểu người ta chào hỏi và người ta rủ mình đi chơi. Rồi có đi không? Em cũng không hiểu. Không. Thầy cô, để tôi đưa qua chương trình Cà Mau ngồi. Dạ thiệt mà chị. Thôi được rồi, tôi qua nhà gái coi sao. Dạ, con chào chú. Gái. Trời ơi, tướng tá cào ráo nha. Yeah. Này trồng Thanh Long cũng được nè. Nếu mà lấy chồng về Bình Thuận được không? Bình Thuận hơi xa, nhưng mà nếu như mà có một lý do thì con sẽ đi. À, hơi xa. Lý do nữa. Là dạ. Đi về thu hoạch Thanh Long là giàu lắm luôn á. Dạ. Nếu như mà có cơ hội thì con sẽ đi. Con sẽ đi đúng không? Dạ. Yeah. Được tình duyên mình là. Dạ, con thì chưa có một mối tình nào chứ. Chưa. Trời luôn. Ơi. Trời ơi. Trời ơi, hai ông bà này mà về với nhau rồi, không lẽ mấy mốt hỏi chị Ngọc Lan ơi, bây giờ em muốn hung bạn gái mà em muốn biết hung làm sao? Bên kia lớn 10 tuổi có thấy gì không? Dạ bình thường mà, miễn anh trưởng thành là được. Có bao giờ trong đầu con tưởng tượng một người chồng tương lai của con là như thế nào không? Trong mắt của con á thì bình thường trưởng thành là được, còn những thứ khác thì ok thì con sẽ đồng ý thôi. Nhưng mà thứ khác ok hả? Dạ. Nhưng mà thường con đi con thấy bạn trai nào con thích cái dạng nào? Con chỉ thích người mà ít nói thôi. Đẹp được thôi à. Đẹp được thôi à. Đẹp được ít nói hả? Dạ. Không nói luôn được không? Đẹp cỡ ai? Đẹp cỡ chú Viện Linh là được rồi.
Cỡ chú Quyền Linh là được rồi. Vậy là dễ kiếm lắm đó con. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Trời ơi, tôi mừng quá trời. Vậy tôi cũng nằm trong số đẹp ha. Con ở đường nào, Mỹ Tho đường nào? Con hả? Con thì con ở Sông Thuận. Con đang làm ở Sông Thuận hả? Dạ. Trời ơi, đó chú học Vĩnh Kim đó. Dạ vậy hả chú? Ừ, sát bên đó. Dạ. Rồi giờ chàng trai nè. Dạ. Bên kia là nhỏ hơn 10 tuổi lận á, có lo người ta con nít không? Dạ không đâu. Em nghĩ là bây giờ con gái trưởng thành mà chín chắn hơn nhiều ngày xưa. Có keo kiệt không? Không. Có cho vợ đi làm ăn gì không, hay là về bắt vợ đẻ ở nhà lo cho con cái không thôi? Dạ không, cái đấy là quyền của vợ thôi. Ai? Bây giờ là mình muốn có một người bạn gái như thế nào nè? Xinh đẹp dễ nhìn một chút, thì biết đối xử với mọi người và sống tốt là được. Đơn giản vậy thôi chị. Rồi bây giờ mình đi với ai con? Dạ con đi với bạn thân với lại em trai. À em trai hả? Xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Con là Hoa Hạ, là bạn của Mỹ Liên. Mỹ Liên trước giờ là một cô gái sống rất là tự lập. Con cảm thấy bạn nam hôm nay chín chắn và khá là phù hợp với lại Mỹ Liên. Em trai, em ruột của Liên nè. Con có ý kiến rồi, con thấy anh rể mình, tương lai mình vậy được không? Dạ được chú. Chị con khó tính không? Chị con thì rất yêu thương gia đình chú. Dạ nhà chị con nói chung là làm mọi thứ đều vì gia đình thôi. Chị có la con nhiều không? Dạ không, chung gia đình con là tự lập từ nhỏ rồi chú. À. Hồi nào giờ là có chàng trai nào tới lui tới ở nhà để cua chị không? Dạ không ạ. À. Chị không tiếp xúc với ai luôn hả? Đâu đi làm đi học không mà chú. À, rồi, rồi cảm ơn con. Đó, mình hỏi cho hai bên nghe để cảm nhận về nhau trước ha. Giờ nhà trai đi với ai nè? Dạ em đi một mình ạ. À rồi có rồi. Anh Quyền Linh lo. Còn bây giờ thì thôi mình mở rào cho hai bên cùng nhau gặp mặt nói chuyện đi ha. Mở rào. Bắt đầu đi. Người ta chưa bao giờ yêu, người ta tặng quà cũng có khác ha. Rồi, chờ, anh tặng em muốn coi. Người ta có yêu rồi, ta tặng trái tim, con thỏ hay con búp bê hay là con gì. Tặng dạ. Con voi. Dạ. Ý nghĩa. Dạ, ý nghĩa con voi với lại cái quật nơ là em muốn là suốt ngày ở bên bạn gái. Buổi tối thì là con voi ở bên cạnh, còn cái nơ thì đi theo bạn gái suốt ngày á. Gái không ai thích con voi ông ơi. À, không chưa yêu lần nào không biết gì chứ. Thấy không, đây chứng minh được là chưa yêu lần nào hết. Ta thích con gấu nè. Đúng rồi. Con cho heo nè, con chó dễ thương nè. Chứ không ai đi mua. Đó, em nghĩ là cái bài chú voi con ở Ban Đô đấy ai cũng biết chắc. Đó con nít ông ơi. Cái đó con nít chứ không phải con gái. À. Dạ. Bạn gái thích hay không mới là quan trọng anh. Dạ. Sao em, con? Em nghĩ cái món quà của anh thế nào? Dạ em thấy nó dễ thương anh. Dạ. Trước mắt á thì em xin cảm ơn anh nha. Em rất là thích món quà này. À. Nếu mà chúng ta mà tiến được lại gần với nhau thì em muốn mình bao nhiêu ngày mình gặp nhau một lần? Công việc của em á là em làm khoảng 12 tiếng trên một ngày. À. Cho nên khoảng là một tuần đêm một tuần ngày, cho nên từng ngày từng đêm em sẽ xuống ca và em nghỉ được 7 ngày. À. Cho nên mình sẽ gặp nhau. Ồ. Dạ. Yeah. Tại do anh cũng ở Bình Thuận nữa nên anh có thể sắp xếp khoảng một tuần, hai tuần tùy theo công việc. Tại vì anh là khoảng 2 tháng nữa là có thể anh rảnh nhiều hơn, anh giao trang trại lại cho bà chị làm, còn anh làm thêm việc khác. Anh có từng xuống miền Tây chưa? Không, miền Tây là anh đi thường xuyên luôn á. Tại vì anh cũng có làm mấy việc với mấy anh em ở dưới đấy á. Vậy anh có xuống với Gò Công với em chưa? Chưa. Ở Tiền Giang thì hồi trước anh cũng có một ông anh làm việc chung. Thì lâu lâu cũng xuống nhưng giờ không có xuống nữa. Anh thích mẫu bạn gái như thế nào? Thì dễ thương thì hiền dịu cũng giống như em là được rồi. Dạ, cảm ơn. Vậy mà nó không biết cô gái thiệt á. Dạ. Em thì em thích đi du lịch bằng xe máy đó. Bằng xe máy của em luôn, chính tay em chạy luôn. À, vậy thì em có thể hợp với anh ấy. Chắc nơi anh đi nhiều nơi lắm nên cũng có thể anh chở theo em đi du lịch được. Dạ. Giống như anh đi Đà Lạt, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk hay là Phú Yên. Dạ. Đồ anh cũng đi nhiều lắm. Mà ở miền Tây anh cũng đi nhiều lắm. Miền Tây là anh đi Đồng Tháp, Bến Tre rồi đi nhiều tỉnh. Quan trọng là em có thời gian thôi, chứ còn anh nghĩ là nếu mà anh đi nhiều đến mức là có thể em không có thời gian mà đi cùng luôn chứ. Công việc của em thì em cũng sẽ sắp xếp, nhưng mà anh muốn em sẽ sắp xếp đi với anh cũng được. Dạ. Dạ. Thì đúng rồi, do cái công việc của em chưa được tự chủ nên mình còn phụ thuộc. Dạ, còn phụ thuộc. Nhưng mà sau này có thể mình lấy nhau về thì nó sẽ khác. Đúng rồi. Có thể mình sẽ tự làm việc,
Tới đoàn lấy nhau về được rồi đó. Bây giờ lấy nhau về mình tính sao nè? Em thì cũng nói chung là cũng còn nhỏ, nhưng mà khi mà khoảng 2 năm thì em có thể là cưới được rồi. Ồ, dạ. Anh thì muốn sớm hơn, còn nếu đó là cái quyền quyết định của em cưới hay không là do em đi nha. Cái đó là do em nhiều hơn anh mà. Dạ. Rồi quan niệm về con trai con gái đầu lòng thế nào? Nói với nhau biết luôn đi. Ôi, con trai hay con gái giờ cũng vậy. Dạ đúng rồi. Anh mình thì cũng là con của mình đó. Dạ. Mấy đứa? Nếu mà bây giờ theo em nghĩ thì 3 đứa là tốt nhất. Cho em hỏi một câu nha. Anh có thích người phụ nữ cao không? Em rất là cao luôn. Có chứ, sao anh nghĩ thì đàn ông cũng đa số thích người cao. Dạ, tại vì lý do em ế tới giờ này là em cao quá cho nên không có. Chắc là cũng môi trường hoặc là nhiều nhiều bạn trai người ta chưa nhìn thấy vẻ đẹp của em thôi. Dạ, cảm ơn anh. Anh thấy chưa? Thì em thấy thì em mới nói bạn nữ là xinh đẹp. Vậy mà ế thì cái nói chuyện cỡ vậy đó mà ế tôi tức mày ghê. Ngọt như thanh long ruột đỏ rồi ơi. Sao chưa có người yêu tôi cũng chưa hiểu dạ, luôn á. Nhiều khi mình nói ngọt ngào quá người ta lại biểu mình giả dối chị. Khổ, không nói thì người ta biểu ít nói mà nói ra người ta biểu ngọt quá, người ta biểu giả tạo giờ biết sao được. Tới nắm tay bạn gái. Bỏ con voi xuống giờ mà đừng nắm con voi. Đây đường voi đây. Dạ. Đó. Trời, hai người đứng kế bên coi. Được không? Em có biết phụ nữ sinh ra là để làm gì không? Dạ để nói chung là để vui vẻ. Đâu, là để được yêu thương. Trời em... ơi, là để được yêu thương. Trời ơi. Em hãy để cho anh làm cái điều đó nha. Dạ được chứ. Được, cảm ơn em nhiều. Dạ. Chưa hả? Nữa hả? Nữa. Còn thả thính nữa hả chị? Còn thả thính nữa hả chị? Mình đừng có ngại về chiều cao của mình. Dạ. Em cứ đứng thẳng lên, em đừng lo gì hết trơn á. Con gái bây giờ cao hơn con trai là chuyện bình thường. Bình thường. Nên là em đừng có mặc cảm về chuyện chiều cao, bây giờ em phải tự hào. Là Duyên hát bài nào đó tặng em gái rồi em hái ngược lại thử coi. Em không biết hát anh, nhưng mà em có thể nói được không? Em nói gì đó nói với người bạn gái đi. Rồi, dù nghèo hay giàu em ơi, nhưng anh vẫn có Honda. Tuy nó không sang như người ta, nhưng anh vẫn chờ em được mà. Người yêu ơi, hãy lấy anh nha. Anh sẽ chở em đi mọi nơi, luôn hát khúc ca yêu đời. Mình bên nhau mãi không rời xa nha em. Học thuộc lòng đâu vậy? Bài của em tự làm, tự sáng tác mà chị. Bài này đọc với nhiều người chưa? Dạ không, một mình à. Tức là chưa đọc bài này với ai hả? Dạ đúng rồi, chỉ có em nghe thôi. Dạ em thấy anh này khá chân thành. Anh nắm tay em mà anh rất là rung luôn nè. Dạ. Chú. Anh rung lắm hả? Dạ đúng rồi, rất tại là rung. Chưa bao giờ... chưa bao giờ yêu mà. Chúng ta để tay nút bấm. Bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nhé. 1. Hai. Ba. Hết thời gian. Chính thức các bạn hẹn hò với nhau. Dạ. Hãy nắm tay nhau đi nào. Đó. Chưa bao giờ có một nụ hôn nào cả. Bây giờ nó sẽ xuất hiện. Chúng tôi... Ừ, Nghĩa giới thiệu đôi nét về bản thân mình nè. Có phải đến từ Quảng Ninh không nhở? Em đến từ Hà Tây chị ạ. Thế à, rồi. Nghĩa giới thiệu đôi nét về bản thân mình, họ, tên, tuổi, công việc, quê quán hiện tại của em nhé. Em thì sinh mùng 6 tháng 10 năm 1992. Tên đầy đủ của em là cái gì nhỉ? Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội. Em là cái gì Nghĩa nhỉ? Đào Mạnh Nghĩa gì ạ? Đào Mạnh Nghĩa. Dạ. Nghĩa sinh năm 1992 đúng không? Dạ. Rồi, đang làm công việc gì? Em đang kinh doanh quán nhậu nhỏ ở thành phố Biên Hòa chị ạ. À, đang kinh doanh quán nhậu, là quán nhậu của em luôn hả? Dạ. Nhỏ là nhỏ cỡ nào, bao nhiêu bàn? Đấy cũng tầm còn 5-70 bàn gì đó chị ạ. Thôi 5-70 bàn là quán nhậu nhỏ. 5-7-10 bàn ấy. À, trời ơi, 5-7-10 bàn, tức là maximum là 10 bàn, đúng không? Dạ. Là đến lâu chưa Nghĩa? Em vào từ năm 2017 chị ạ. Rồi em vào đây có ai không?
Em có một vài chị gái. Dạ, chị gái ruột. Rồi, kinh doanh thì doanh thu hàng tháng hay ổn không Nghĩa? Cũng tùy chị ạ, tháng thì cũng được khoảng 10-15 triệu, có tháng được khoảng 20 triệu chị ạ. Ừ. Đấy, đây là trừ hết rồi là doanh thu, thu nhập trung bình đấy đúng không? Dạ, dạ. Vậy ở dưới bên ngoài là có nhà, cửa, đất đai gì chưa? Quá đấy em vẫn thuê chị ạ. Ý là mình đã mua đất, mua đai gì ở dưới bên ngoài chưa nhỉ? Dạ em chưa chị ạ. Ừ. Rồi mình kinh doanh quán nhậu là chuyên, có chuyên về món nào không hay là tất cả các món? Em chuyên về vịt gà lướng và các đồ lướng chị ạ. À, hèn chi là đặt cái nickname là Nghĩa Vịt đấy đúng không? Dạ đúng rồi đấy. Quê em là vịt Vân Đình nhé. À, quê vịt Vân Đình đúng không? Đúng rồi đấy. Trong này mình cũng mang vịt Vân Đình vào đây để mình ấy hả? Dạ. Và ra vận chuyển vịt từ ngoài Ứng Hòa vào đây. Đâu, lấy trong này chứ chỉ mang gia vị vào thôi. Mang theo cái nguồn gọi là bí kíp vào thôi. Bí kíp đúng không? Dạ. Chuyên vịt cỏ Vân Đình đấy đúng không? Đúng rồi chị ạ. Ừ, rồi, em có điểm mạnh điểm yếu gì nè? Em thì nếu mà có điểm mạnh thì em chẳng có, chỉ gọi là điểm yếu thì mình hay là ít nói thôi chị ạ. Nên điểm mạnh chẳng có, thế em kinh doanh thì ai là người đầu bếp? Em có một mình ạ. Như thế là điểm mạnh của em rồi còn gì nữa? À, như thế là gọi là điểm mạnh là nấu ăn nha chị. Đúng rồi, nấu ăn này một mình điều hành quản lý này đúng không? À, thế thì không biết thì đâm ra bây giờ là vẫn ế đấy chị. Ừ. Em có mấy nhân viên, có nhân viên chạy bàn không? Trước thì em có thuê hai người mà giờ đang xuống, em cũng làm một mình à. Rồi một mình thì làm kịp không? Vẫn kịp chị ạ, nhiều khi có bà bác ở bên hàng xóm và phụ hộ. Rồi, còn chị gái trong này làm gì nào? Và chị em thì bán tạp hóa thôi. Ừ. Có hát hò thì được không Nghĩa? Nếu đi hát karaoke có phần hình thì hát được chị ạ, còn hát bình thường, hát chay thì khó nghe lắm. Thôi hát chị một đoạn hát chay chị nghe thử nó khó nghe chỗ nào nè. Khó nghe lắm chị ạ. Mới cả không thuộc đoạn nào ấy. Không thuộc đoạn nào hả? Dạ. Rồi. Thế thì đã qua trải qua mấy mối tình rồi. Em thì có một vợ một con rồi, nhưng mà em ly hôn được mấy năm rồi. 3 năm rồi. Ly hôn. Là vào đây mới ly hôn hả? Dạ. Rồi em ly hôn từ 2019 rồi. Tại sao lại ly hôn với em? Mấy con em mấy tuổi rồi? Con em được 4 tuổi chị ạ. Ừ. Lý do ly hôn là gì này? Chắc do mình nghèo quá thì vợ đi làm công ty đi theo thằng khác chị ạ. Là vợ cũng vào bên Hòa với em thôi đi làm công ty. Đâu, vào đây được tháng hơn tháng thì bắt đầu là về là ly hôn rồi chị ạ. Rồi mới vào có hơn tháng thôi đã quen được người khác rồi hả? Vợ em lấy nhau được có 5 rưỡi à? Thì em cưới xong là em mới vào đây đúng không? Đúng rồi. Em cưới 2018 thì 2019 thì ly hôn. Rồi em vào đây 2017, xong rồi vào đây em mới cưới vợ. Thì là 2017 thì em có vào được gần 15 thì em được ra. Ừ. Là vợ cùng quê hả? Vợ em ở Lạng Sơn chị ạ. Rồi bây giờ con ai nuôi, con trai hay con gái? Con trai em nuôi chị ạ. À, vợ bỏ đi là bỏ đi một mạch luôn. Dạ. Là để con lại cho em nuôi chứ không phải là ra tòa hòa giải hay cái gì hết. Đâu, ra tòa thì họ không nhận nuôi mà. Thì đó, ý là ra tòa các là đi luôn, không có nhận nuôi con đó. Đúng rồi. Bây giờ có về thăm con không? Em thì 15 khi về lần, 2 lần chị ạ. À, con là gửi ra nội hả? Con, bố mẹ em nuôi ở quê. À, dạ. Ok. Mẹ từ lúc ly hôn đến nay có tìm hiểu ai khác không? Em chưa chị ạ, bận làm quán suốt, ngày ngày nào cũng đi chơi đâu. Ừ. Bây giờ ví dụ như có bạn gái rồi có thời gian để hẹn hò không? Mà bận như vậy thì có thời gian hẹn hò không? Nếu mà ở khu bên Hòa chắc được đấy chị ạ. Ừ. Thì tiền theo cô là nó càng càng giản dị thì càng tốt chị ạ. Ừ. Rồi càng giản dị thì cỡ nào này?
Nói cho chị nghe cái mẫu người xem nào. Cứ giản dị chân quê mộc mạc như còn nông thôn ấy chị ạ. Ừ. Rồi về ngoại hình thì sao, tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì cả chân nhau 1-2 tuổi hoặc là hơn kém nhau 1 tuổi cũng chẳng quan trọng chị ạ. Lớn hơn em 2-3 tuổi được không? Được chị ạ. Ừ. Rồi ly hôn nuôi con giống em được không? Cũng được mà chị, sao đâu. Con họ cũng là con mình, sao đâu mà. Con nào mà chẳng là trời, trời cho. Nhưng mà em có định đón con em vào đây nuôi không? Dạ. Em có định đón con vào đây nuôi không? Chắc không chị ạ. Bố mẹ em bỏ đón vào mà bố mẹ em không cho vào. Tức là nhà em là chỉ có 2 chị em thôi à? Nhà em 3 chị em. Nhà em là con út hả? Dạ. À, nên là cháu con em là cháu đích tôn đấy, đúng không? Đúng rồi đấy chị ạ. Ừ, nên là ông bà cưng, ông bà không muốn cho đi. Ta đang ở cùng ông bà từ nhỏ, đi vợ em đi từ lúc con mới được có 9 tháng à. Vậy hả? Dạ, nó bé à, xong là từ ông bà nuôi, ông bà quấn nó cũng bảo là cho vào đây học mà ông bà không có cho à. Nhưng mà từ lúc mà ly hôn thế này thì vợ em có thăm con hay là có liên lạc gì không? Trước thì Lâm nó về lần, mà bây giờ mấy năm nay không thấy nó về chị. Ừ. Rồi, giờ quê quán các bạn gái thì em không muốn ở đâu? Em muốn ở ngoài miền Trung, miền Bắc thì càng tốt chị ạ. Ừ. Tại vì sau này vẫn chỉ hướng về quê mà. Chị ở trong miền Tây thì xa xôi quá, mà sau này lại khổ. Nếu mà không may có lên duyên đấy thì thế này khổ cho cả hai chị ạ. Ừ. Không may lên duyên. Thì thế, biết từ miền Tây nó xa chị, mỗi lần đi về đi xa xôi cách trở ra. Ừ. Rồi. À, rồi về công việc của bạn gái em có yêu cầu gì không? Em chẳng yêu cầu gì nhiều đâu chị ạ. Thì làm lương tầm chỉ tầm làm được lương tầm khoảng 4-5 triệu là được rồi chị ạ. Ừ, có công việc là được đúng không? Dạ. Ok. Rồi, nếu mà có được đi ghi hình tìm được người phù hợp á, thì mang quà lên tặng bạn gái con vịt quay được không? Như thế thì ngại quá chị ạ, thả tặng cái gì thì mang vịt quay đấy thì sợ mỡ quá. Không, không có gì hết á, mình thấm cho nó dầu mỡ lên, coi như tay nghề của mình, thể hiện cái tay nghề của mình chứ có gì đâu. Thôi chị ạ, ngại lắm, tính em nhút nhát từ xưa đến giờ lên thấy ngại lắm, bao nhiêu người nhìn, xấu hổ chết. Không có ai nhìn, thay vì mình phải đi mua món quà mấy trăm nghìn, mình mang cây nhà lá vườn mình đi, mình vừa thể hiện được cái công việc của mình vừa cho bạn gái thấy là ở anh như này này, anh đơn giản như này nè, chứ có cái gì đâu. Vậy à? Dạ. Ừ, đúng không? Ví dụ như bây giờ nha, em mua một cái món quà, một cái hộp sô-cô-la hay cái gì đấy, nó cũng là mấy trăm ngàn rồi, đúng không? Dạ. Tự dưng mà về chưa chắc người ta đã sử dụng. Mà em vẫn thấy ngại chị. Không ngại đâu, không có gì đâu. Bao nhiêu người người ta mang lên rồi có sao đâu nha. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn Nghĩa nhiều. Có gì chương trình sẽ liên hệ với em. Dạ, có lịch của bạn gái phù hợp nha. Dạ, dạ, em chào chị ạ. Ừ, chị chào em. Dạ, dạ. Nha, anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình ha. Vâng, dạ. Em chào chương trình ạ. Dạ. Vâng, em tên là Đinh Danh Thường, em xin ngày 17 tháng 11 năm 1987. Em quê ở Ninh Bình, hiện tại em đang ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. À, ở Hà Nội rồi. Công việc của mình là lái xe như thế nào? À, em cụ thể. Làm buôn bán kinh doanh ạ, em làm bên buôn bán hoa lan. À, buôn bán hoa lan. Thế vậy anh đang đi đâu ấy? Cái công việc của anh có phải di chuyển thường xuyên không? Em nói chung là buôn bán ấy, công việc kinh doanh buôn bán thì nói chung là đi nhiều. Em đang đi công việc. Rồi. Anh thường là một con người như nào? Có điểm mạnh, điểm yếu ra sao? Em thì em đi hôn một lần. Con gái 9 tuổi ở với mẹ. À, rồi, con gái ở với mẹ, rồi. À, mình sống với nhau bao nhiêu lâu mà tại sao ly hôn? À, bọn em với nhau từ 2013 thì ly hôn tháng 4 2021. Nói chung là
Sống lâu mà. Vâng. Để tan vỡ thì nó cũng có nhiều lý do lắm, nhưng mà nói chung là đại loại là không cùng quan điểm. Nhưng mà mình sống với nhau bao nhiêu năm rồi, bây giờ anh bảo không cùng quan điểm thì bây giờ phải là không cùng quan điểm gì? Đó, để mà mình, để bọn em tìm cho anh những cái người mà nó cùng quan điểm hơn ấy, hiểu không? À, mình thì mình cũng không có điều kiện gì gọi là đâu, nó đơn giản thôi. Vâng, nhưng mà cái lý do mà chị ly hôn của mình là gì? À, ly hôn đó, lý do á? Nói chung là vợ chồng bất điểm, đóng quan điểm này, làm ăn buôn bán thì nó không được giống ý nhau. Vì ngày trước mình làm bên tập đoàn Than Khoáng Sản miền Bắc, mình làm 11 năm. Là mình nghỉ thì vợ không đồng ý. Nói chung là để mình chuyển sang làm lan đột biến đấy. Rồi. Ok, em cảm ơn anh. Bây giờ ấy, thì hiện tại là con gái 9 tuổi đang ở với mẹ đúng không? Ừ, đúng rồi. Anh vẫn có trách nhiệm liên lạc thường xuyên với cháu chứ ạ? À? À đúng rồi, mình cuối tuần là mình đón. Cuối tuần là đón con về chơi. Ờ, mình đón con về chơi. Rồi, ok. Bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào nhỉ? À mình thì cũng không đòi hỏi gì cao lắm đâu, nói chung là tìm một người nó đồng cảm được với mình thôi. Ngoại hình về ngoại hình của bạn đó thì anh mong muốn là như thế nào, chiều cao bạn đó ra sao, mặt mũi bạn đó như thế nào? À nói chung là cũng nên cũng xấu quá, nói chung là gọi là nhìn được rồi. Nhìn được chiều cao? Chiều cao thì cái tầm mét rưỡi trở lên là ok rồi. Vị trí vùng miền và bạn đó làm công việc gì thì hợp lý? À thì ở miền Bắc đi. Ở miền Bắc. Vâng. Công việc gì anh? Công việc thì kinh doanh buôn bán thì càng tốt, không thì nói chung là công việc không quan trọng, kể cả đi làm thuê cũng được, chả sao cả. Làm thuê cũng được rồi, miễn là đi làm ha. Đúng rồi. Rồi, ok. Rồi bây giờ có cái người mà cùng cảnh ngộ ấy, cũng là đổ vỡ xong cũng có con y chang như mình ấy, thì mình có về góc gạo thổi cơm chung được không? Được, được bạn ạ. Tuổi tác thì anh muốn mong muốn như nào? Tuổi à, tuổi kém tuổi hay lớn hơn hay bằng tuổi? Kém hơn đi mà. Mà kể cả là hơn 1-2 tuổi cũng được, chả sao cả. Rồi, ok. Bây giờ chương trình là quay ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì nếu mà tìm được cái người phù hợp ấy thì anh có thể sắp xếp công việc để vào bay vào được, một chuyến được, được không? Được rồi. Bạn ơi, tớ bay vào đấy trước. Dạ rồi, ok. Em cảm ơn anh Thường nhé. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu làm quen đấy ha. Nếu mà anh được chọn cho vòng ghi hình ấy thì sẽ có biên tập liên hệ trực tiếp với mình nhé. Ok bạn.